rất là vui. Đấy. Hôm nay tao gói được 3 cái bánh trưng. Đấy, qua đây đi. Em gói được 2 cái luôn đấy. Để ra làm cái này. Anh ngủ cả buổi sáng, buổi chiều chứ. Đây cô lấy áo mà đẹp. Đâu cô giáo dạy tiếng Việt đâu rồi? Tôi phỏng vấn một câu. Cháu đang Hàn Cổ. Hàn Cổ nói như thế là được rồi. Vâng. Và thế cô giáo mới ở trường này là trường nào nào? Trường tiểu học trung học cơ sở Tà Làng ạ. À, thế bây giờ cô giáo đương dạy môn gì? Cháu dạy môn toán tiếng Việt ạ. À, thế là dạy tất cả các lớp hả? À. Không, cháu chủ nhiệm. À, chủ nhiệm. Tiểu học là dạy chủ nhiệm một lớp và dạy các môn. À. Các bạn dân tộc gì? Cháu dân tộc Kinh. À, dân tộc Kinh à? Thế quê chính thì cũng ở đây à? Hà Nội ạ. Ở khu nào đấy? Ở Trương Mỹ. Hà Dương này là có ai hay là trường tài trợ đây? Hay là anh em vui với nhau đây? Em là trường tài trợ. À, đây là học sinh là cô giáo đấy nhỉ? Vâng. Cô giáo. Toàn cô giáo hay là? Học sinh. Thôi rồi, nói cười dữ dít đi. Mấy tiếng? 6 tiếng rồi không ạ? À? 6 tiếng, à? Rồi chắc chín rồi. Cái nồi này là mình lấy từ lúc. Ui, ông bóng sơ cái. Cho đèn, cho đèn. Bóc tung ra đi. Cái này mình chưa cả.
không phải chín giờ đâu. Chín giờ rồi nha. Chín giờ rồi. Đi máu nào biết nó chín. Ai đừng che ra thế. Xoay đèn nhìn hạt gạo là chín rồi. Xoay hẳn với cái xoay vào. Đừng ai đứng che để nó bị tối không chín. Mai là nó khô là nó sẽ rắn vào. Chín chưa? Chín rồi ạ. À, thế là 4 tiếng à? 6 tiếng, tổng 6 tiếng không ạ? Ừ, cắt thử nhá. Cắt thử thôi. Bây giờ nó đang nóng thì nó chưa rắn. Đá chín. Chín ngon rồi. Chín trông làm sao? Vàng dồ đỗ à? À, xanh, xanh, xanh bánh không ạ? Thịt mơ đã tan rồi. Xanh của đá, thịt mơ đã tan rồi. Cắt tiếp đi. Chín rồi à? Chín thì lá nó làm sao? Nó nhún rồi. Xem nào, thế này đã được chưa? Đã được chưa? Đấy, đố cũng đã chín rồi ạ. Lột đếm nhá. Lột một tí nữa là... Chín giờ là vớt. Chín giờ là vớt mà. Đúng chín giờ là vớt. Đấy, chưa à? Thử xem, thử xem. Thử đi. Đố như rồi. Chín quá rồi. Rồi là chín rồi. Rồi là nồi mình mới đổ. Tí tới nhà để cháu để em chụp ảnh nhá. Ăn thử chiếc bánh đầu tiên đã ra lò. Thử xem mới biết. Đúng rồi, phải ăn thử đi. Hưng làm đi Hưng. Không phải nhà các chị ăn trước thì bánh nó mới ngon được. Em ăn trước nó sẽ đắng. Ngay vào luôn. Ngay khi mình có cơ hội đang ở đây đang đợi chờ. Lấy đũa nhà. Bốc ăn mới ngon. Chị nên một cái này cho chị ăn rồi. Nha. Tên là gì nhỉ? Tên là Mịch. À, giáo viên thế nào đấy? Không, cháu Hinh của... À, phụ huynh à? Thế là con gái, con trai học ở đây? Cả con gái, cả con trai. Hai đứa? Dạ. Học lớp mấy, lớp mấy? Lớp 5, lớp 6 ạ. Con trai học lớp 5 à? Vâng. À, con gái học lớp 6 à? Các cháu là học sinh giỏi chứ? Vâng, cũng bình thường không ạ? À, thế như bố là như vậy là hôm nay là cùng với phụ huynh ra luộc bánh chưng giúp cho các cháu à? Vâng ạ. Thế năm nào bạn cũng làm như thế à? Không, mấy năm trước thì chưa làm rồi, mỗi năm nay. À, thế nhưng mà đại khái là nếu mà có những cái gì của phụ huynh giúp là bạn sẵn sàng. Vâng. À, thế là rồi, hay lắm. Ở khu nào nhỉ? Cháu ở khu Hòn Phay, thế này. Hòn Phay à? Khu Hòn Phay là thuộc xã gì nhỉ? Tu Lang.
Tú La, huyện gì? Yên Châu, Sơn La. Huyện Yên Châu, Sơn La. Rồi, hay. Nào, nhìn tôi cũng chiếu đặt tả cái mặt rất đẹp cười nào. Cười ông mới trẻ, năm nay bao tuổi rồi? 31 tuổi. Tên là Tình. Bình. Giáo viên Tình. Nấu chở bánh chưng cho học sinh. Đến cái đây có sao không ạ? Đường đi có khó khăn lắm không? Đường cũng khó khăn đâu ạ. Thế thì chúc đồng chí đi an toàn nhé.